Hello anh em nhá, hiện tại thì em đang có mặt tại Duy Tiên, Hà Nam. Đang đi làm nhưng mà thấy cảnh đẹp quá, quay đấy quá. Cây đa giếng nước Sơn Đình. Lại đang đợi bác chủ ra đón nào. Để lắp một bộ karaoke ở đây, rất đẹp. Hiện tại thì em đã chuyển đồ ở bên trong rồi. Loa CF Hybrid series cao nhất của CF. Các bác xem nhá, Hybrid 12. Dòng này đẳng cấp luôn. Đây là diện tích phòng. Thì cái loa sẽ để ở hai góc này luôn. Hai bên góc này, súp thì sẽ để ở bên tay phải này, hoặc là sẽ để nhét bên trong kia. Yêu nhau cho đơn đau hằn sâu trong thịt da, có những vết thương còn để lại đời ta. Dày vò theo tháng ngày, thôn âm cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Rồi xa, có những lúc em ngồi một mình đợi anh, đợi người đi chắn về. Oh,
đã lắp đặt xong. Mời anh em hãy thưởng thức chất âm của combo này. Đây. Anh Mạnh đang ở Đài Loan thì gửi bộ karaoke làm món quà tặng bác ở nhà, bác hát cho nó vui. Âm thanh giải trí là ai cũng phải hát được các bác nhá. Nó không cần phải là quá chuyên nghiệp, nhưng mà ai cầm cái mic cũng phải hát được. Nó phải nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, rồi là eco để vừa tô hòa vào nhau, hát nó dễ, nó sướng. Những mic nó ra trong, không bị rú rít. Bác xem bác hát như Đan Nguyên này. Ở combo này thì em sử dụng một đôi loa CF Hybrid 12. Đây là dòng loa cao cấp nhất của CF các bác nhá. Đây. Điều rất là hay. Một con sub DB 115S+. Tủ máy gồm một con quản lý nguồn P102 Pro này, một bộ mic 1525 mã, một dòng vang xử lý S700 và đẩy 4 kênh D48. Ok, em hãy tiếp tục cái tiếng hóa này cho các bác nhá.